hậu. Đây là á hậu này, á hậu về làng. Đây là khoai. Cái kia là tân hoa hậu à. Em thấy bảo sao có cả công an mà sẽ tắt sắp về đây rồi sao ấy. À, em ăn thắng hoa đây đi mà. Đi xem thật là, chị đi xem. Tí thôi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi, xong 6 giờ gì nhá. 6 giờ. Nhá. Mệt.